mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đồng nghiệp chiêu cảm. Mỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước, vì ham lợi nhuận nhiều, cô từ bỏ công việc tốt đẹp sẵn có, dốc hết tiền của dành dụm, còn vay thêm 10 vạn đồng, đổ cả vào một công ty kinh doanh tư nhân. Dè đâu, đây là một công ty lừa đảo. Mới đầu, họ dùng thuật nhữ dụ, cho người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt. Rồi sau đó, cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền trốn biệt tâm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành, mà còn thiếu nợ rất nhiều. Ngoài ra, 5 năm trước, cô giao du với bạn trai, cũng bị gạt lừa đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong chia tay. Đến nay, Mỹ Đình vẫn chưa tìm được tình lang thích hợp. Thân quyến bạn bè có nhiệt tình giới thiệu, thảy đều không thành. Một hôm, mẹ Mỹ Đình là Mỹ Linh đột nhiên tìm đến tôi, vừa khóc vừa kể. Quả Hồng, tôi biết chị đang viết cuốn Báo Ứng Hiện Đời, xin hãy đem chuyện của tôi viết ra. Tuổi tôi rất lớn, con gái tôi hiện nay công việc không có thuận lợi, hôn nhân chẳng toại ý, gặp đủ chướng ngại xui xẻo. Tất cả đều tại tôi mà ra. Chính vì người mẹ này làm rất nhiều việc xấu mà con gái tôi mới bị liên lụy. Tôi vội đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt. Mỹ Linh buồn đến không thiết sống nữa. Bà bắt đầu kể lể sám hối những lỗi lầm bất thiện mình từng tạo trong quá khứ. Mỹ Linh xinh đẹp từ nhỏ, rất được cha mẹ cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có phong lưu nên muốn gì được đó. Nếp sống sung sướng, luôn được hưởng mọi ưu tiên, đã dưỡng thành thói quen xấu cho Mỹ Linh. Thời đi học, nàng không tôn trọng thầy cô, còn được trong lớp tôn sùng như nữ hoàng. Ngay cả thầy cô cũng nể nang nàng đôi ba phần. Sau khi ra trường đi làm, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù nàng đi làm xa nơi xí nghiệp mỏ ở Đại Tây Bắc, nhưng nữ cán bộ trong đây không phải chịu gian khổ gì. Mỹ Linh sống hết sức tự do tự tại. Hơn nữa, nàng luôn được hưởng mọi ưu tiên, tính từ học vấn đến công việc. Khi viện nghiên cứu hay công ty chỉ tuyển có 2 người, thì trong cảnh vạn người tranh nhau nộp đơn, Mỹ Linh luôn được tuyển đầu tiên. Trước 40 tuổi, có thể nói đó là thời hoàng kim may mắn mỹ mãn nhất của Mỹ Linh. Nhưng đây chỉ là phúc báo mà nàng được hưởng do kiếp quá khứ từng tích lũy. Nhưng hưởng phúc cũng chính là tiêu phúc. Vì Mỹ Linh không biết Phật Pháp, không hiểu đạo, nên trong thuận cảnh nàng càng mê muội, tạo tội ác đầy trời. Tại xí nghiệp Mỹ Linh công tác có rất đông nam nhân. Do nàng có dung nhan mỹ miều xinh đẹp, cho nên đã khiến cho biết bao nhiêu chàng theo đuổi say đắm. Nàng nổi bật trong đó như ánh trăng rực rỡ dưới ngàn sao, làm lu mờ mọi cô gái khác. Mới đầu, nàng vốn là một cô gái rất thuần phát, nhưng do có sắc, có quyền, có tiền, cộng thêm tham dục trong lòng ngày càng bành trướng, Mỹ Linh không cưỡng được hấp dẫn của kim tiền và danh lợi, nên nàng đã lạc lầm, đi càng lúc càng sai. Để đạt được mục đích, nàng sẵn sàng quan hệ lên giường cùng với các nam lãnh đạo, vừa có được công tác toại ý, vừa có thu nhập tăng cao. Chính do sinh hoạt phóng túng này mà nàng đã phá thai 8 lần. Chính những hành vi sai trái và ý tà này đã khiến cho phúc lành của nàng nhanh chóng cạn kiệt hết, và ác báo được dịp trổ ngay hiện tiền. Đầu tiên là gia đình nàng không hòa thuận. Kết hôn xong thì giữa vợ chồng không ngừng xảy ra gây cãi, ấu đả. Chồng nàng do thường phải nén giận, chịu đựng, nên đã trút hết bực bội phẫn uất vào đứa con gái Mỹ Đình. Vì vậy mà ngay từ nhỏ,
Mỹ Đình hay bị cha đánh đòn, chưa từng được cha quan tâm yêu thương, là do mẹ sống phóng túng, ảnh hưởng xấu lây đến con, khiến Mỹ Đình sau khi trưởng thành rồi, nàng giao du bạn trai không cẩn thận, bị lời ngon tiếng ngọt dụ lừa, đến nỗi phải mất thân, phá thai. Riêng Mỹ Linh, ác báo cũng bắt đầu trổ. Nàng vướng nhiều bệnh, bị viêm ruột thừa, phải mổ đến 4 lần, mà trị vẫn chưa xong, còn di chứng nghiêm trọng, gây thống khổ khó kham. Chân nàng mắc bệnh gai xương, nếu đi không cẩn thận là đau kịch liệt. Bệnh phụ khoa càng nặng nề hơn, mỗi lúc có chu kỳ nàng bị hành đau đến ngất xỉu. Còn nữa, công tác bây giờ cũng không còn thuận lợi, vì thân mang đủ thứ bệnh nên các lãnh đạo bắt đầu lánh xa Mỹ Linh. Bệnh hành hạ khiến nàng phải nghỉ làm, rồi nhân vì bệnh dây dưa nàng phải ở nhà nghỉ ngơi, không có cách gì công tác được. Những quả báo này chỉ là hoa báo. Tương lai nàng còn phải sa vào ba cõi ác, thọ vô lượng khổ. Đúng như trong kinh Địa Tạng tả, nếu có nam tử nữ nhân nào không hành thiện mà làm ác, cho đến chẳng tin nhân quả, phạm tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hủy bán kinh Phật, những người tạo nghiệp như thế tức phải đọa ác đạo. Mỹ Linh vừa khóc đau khổ, vừa sám hối kể lại lỗi mình. Hiện nay sau khi học Phật rồi, nàng biết tất cả thống khổ kia là do mình tự làm tự chịu. Trồng nhân ác thì gặt quả ác, báo ứng nhân quả như bóng theo hình. Bây giờ hàng ngày Mỹ Linh ở trước Phật thành tâm sám hối những tội ngu si mê muội của mình, do ham lợi dục mà tạo lắm tội ác. Mỗi ngày Mỹ Linh đều quỳ tụng kinh Địa Tạng, siêng bái sám, cầu Phật lực gia trì cho gia đình nàng sớm chuyển biến tệ trạng. Đồng thời nàng muốn dùng kinh nghiệm bản thân để cảnh báo mọi người: thân người khó được, Phật pháp khó gặp, nhất định phải quý trọng, siêng năng học Phật, tích cực hành thiện, vì nếu hưởng hết phúc rồi, tai họa ác đến. Tôi bảo Mỹ Linh: nhân quả ai làm nấy chịu, không thể do mình làm mà người khác phải gánh lấy. Sở dĩ việc cha mẹ có thể gây ảnh hưởng đến tiền đồ của con cái, hoặc người ta hay nói tổ tiên tích đức để phúc cho con cháu, tổ tiên làm ác di họa cho tử tôn, nếu giải thích theo Phật pháp thì đây là đồng nghiệp chiêu cảm, nghĩa là những cháu con nào có nghiệp tạo tương tự sẽ đầu thai vào để trả báo chung theo đúng câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên những bậc cha mẹ phải đem thân làm gương, lo hành thiện tích phúc, trên hiếu kính tiền bối, dưới giáo dưỡng con cái, niệm niệm không quên lời dạy của chư Phật Bồ Tát và cao tăng đại đức, trong sinh hoạt phải sống chơn chánh. Khi đó Mỹ Linh phát nguyện: đời này nhất định tinh tấn tu hành, làm ích lợi chúng sinh, quyết tu cho liễu sinh thoát tử, ra khỏi tam giới, giảng sinh cực lạc, thành tựu Phật quả. 2 tháng sau, nghe nói Mỹ Linh đã tìm được công tác ổn định, bệnh tật của Mỹ Linh cũng đã chuyển tốt, không cần dùng thuốc nữa, gia đình cũng dần hòa thuận. Tôi tin rằng dưới sự gia trì của Phật lực, cộng thêm quyết tâm sửa lỗi, đổi mới bản thân, Mỹ Linh và toàn gia tương lai nhất định sẽ càng tốt lành, hạnh phúc. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。